Nếu mà em đang không có nói Chàng trai chuyện nhà với bên bố, đã không, bố resend Kia thời Minion điểm hiện tại, solo. Lộc đang không có nói chuyện với Kia, thì anh có thể nói cho Lộc biết là Kia nghĩ gì về Lộc ở thời điểm hiện tại. Kia vẫn là người rất rất là respect Lộc, đánh giá Lộc rất là cao, rất là cao. Tại vì anh nói thật một điều á, Kia học được rất nhiều từ Lộc. Anh nói thật với em luôn là thằng Sang nó học được rất là nhiều từ em, từ những sai lầm của em để cho nó không mắc phải. Vậy nên thì em cũng phải tự hào rằng á, em là một người mà truyền cảm hứng cho nó. Yes. Và anh nữa. Chút.